Chào các bạn à, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc chiến bất động sản Vinhome video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái căn vị trí mà chúng ta với cá nhân mình à, với những cái câu chuyện của quá khứ à, với những cái sự gắn bó với sản phẩm của Vin và với cái uh, tình hình thực tại cái bản lề của năm 2022 cơ hội tạo lên những huyền thoại đầu tư tại Ocean Park 2 những căn này thì mình chia sẻ là như cái video gần nhất mình cũng chia sẻ với các bạn là cái thời điểm chúng ta mua thời điểm là đi chợ của năm 2023 bản lề chúng ta chỉ còn độ khoảng hơn chục ngày hai chục ngày nữa thôi thậm chí đối với nước ngoài thì người ta sẽ nghỉ Tết từ độ khoảng 20 và người ta sẽ qua độ khoảng mùng 7 hoặc là 15 tháng sau tháng riêng thì bắt đầu họ bắt tay cho cả một cái bản lề của năm mới nên là à, với ví dụ như Việt Nam mình thì à, à, điều hành về cái hạn mức tín dụng hay thứ thì cũng năm dương lịch Tết cổ truyền là một chuyện nhưng mà Tết à, về về điều hành kinh tế quốc gia GDP hay các cái chỉ tiêu thì cũng theo năm dương lịch để điều hành nền kinh tế thì bởi vậy là là uh, zoom tiến dụng thì các bạn cũng sẽ mình cảm tưởng là cũng sẽ an tâm nhưng đến bây giờ mình có độ khoảng mười mấy ngày để mình mình uh, câu chuyện mình nhìn nhận cơ hội và mình đón nhận cơ hội này ra sao để để mình làm tạo lên còn đúng thời điểm này thì nó sẽ rất nhiều thứ mà chúng ta cũng sẽ thấy là uh, việt kiều về nước này các bạn có thể là việt kiều các bạn về nước bạn tìm kiếm cơ hội thì cũng là một lúc mà mình đánh giá rất là cao cơ hội này uh, sau đó thì cũng là dẫn xuất một số người thì cũng vẫn còn 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 uh, các bạn bây giờ còn tiền nhưng mà cái sự lựa chọn thì đang đang cứ cứ kiểu tất cả nhìn đến mà đáy cái câu chuyện của đáy và uh, đến lúc thì các bạn đi dò đáy thì bạn vào cái những cái căn đẹp ấy thì mình chỉ ra thì các bạn lại ý, thậm chí đến bây giờ không có nhưng đến bây giờ thì mình đang nhìn một số căn uh, có thể là thứ cấp có thể là có thể là thế cư thất cấp có thể là vẫn là còn hàng của chủ tư hàng của sàn nhưng mà chúng ta đều vẫn quan điểm của mình chia sẻ là nó sẽ bản lề cái nắm bắt thông tin và tất cả các bên đều Win Win Đấy, chứ không câu chuyện mình cũng có, cũng có thể các bạn thích một cái khẩu vị dùng cái từ cắt lỗ nhưng mà chưa chắc vì vì các bạn đang kỳ vọng là lãi và rất muốn cơ duyên là chúng ta bắt tay với nhau và đến tạo ra những huyền thoại trong các năm tới thì À, chúng ta để câu chuyện của Huyền Thoại thì mình sẽ phải nhắc lại với các bạn này. Vì một một số vị cảnh trí căn ấy nó đều ở nằm ở những vị trí rất là đẹp vị trí đẹp, vị trí đẹp, vị trí đẹp ở bên này nữa thì làm sao mà chúng ta phải chia sẻ với nhau là tại sao nó sẽ là Huyền Thoại. Thì các bạn sẽ nhớ đây là cái quán cà phê Highland, nếu nhắc đến Ocean Park 1 ấy, thì câu chuyện này mãi mãi còn gắn, còn nhiều cái câu chuyện để nói lại và mình cũng sẽ luôn luôn nói lại câu chuyện này thì cái căn này đầu tiên ra chỉ là 27 tỷ thôi mà đến bây giờ cái cái đường vòng cung này của họ này, cái vỉa hè họ hết đây này. và chỗ mặt tiền của họ ấy, thì lại view sang khoảng uh, trung tâm thương mại đấy thế và việt talent invest cũng vậy ở đây thực tiễn là có những lúc bạn có biết rằng là những người mà mình mình gặp bạn ấy đã phải trả giá thêm được khoảng một triệu đô cho căn đấy thế nhưng bây giờ thì cái mức lãi của bạn ấy thì lại là cũng không phải đo một triệu đô nữa có khi hai triệu đô hoặc 2,5 triệu đô mà người ta đang cầm một báu vật truyền đời thậm chí là rất là nhiều cái hoài nghi ở bên cạnh nhưng mà thật ra là bạn cũng không thể cái giới nhà giàu nó không bạn biết được những giao dịch đấy có thể ngồi nói chuyện được sâu sắc thì chia sẻ trong phạm vi thì bạn rơi chứng từ ra người ta rơi chứng từ rồi bạn mới thấy rằng là à đấy có những cái giao dịch như vậy rồi thì cái cà phê Helen này ban đầu mở bán là hai phân khu sau biển nhé là chỉ có 27 tỷ thôi sau chị mua nước hai Đấy, một nước hai và đến bây giờ thành công cực kỳ thành công Đấy, căn này à, đến đâu mà trong giới đầu tư mà các bạn cứ hỏi mà nếu ở highland mà không ở ocean park một không biết câu chuyện này thì nó lại khác rồi chưa phải là giới đầu tư à, à, câu chuyện nó cũng lại là chúng ta cũng sẽ phải nhìn lại những hình ảnh cũ những hình ảnh cũ à, ví dụ như là tại cái công viên royal way park những hình ảnh cũ này và đến bây giờ thì là ocean park một được như thế này Thì đây cái cái vị trí đấy cái bạn ấy bạn ấy bạn ở chỗ góc này đấy đấy thì à, đây bạn ở góc này này lúc này, này đây trung tâm thương mại đây này đấy đây bạn ở góc này, này đấy thì bạn sẽ nhìn thấy là cả những cái gì gần như là mua một căn nhà bạn hưởng cũng biệt thự của bạn bạn được hưởng cả một cái tiện ích đại tiện ích à, và cái cái căn mình giới thiệu là cũng nằm ở phân khu à, ở kinh doanh sáng một cái view lên ở, ở những cái hai căn ba căn ở quảng trường này và một căn nữa trên góc này một căn nữa bên này bên san hô thì đến bây giờ tại sao có những người mà mà khi video mình đưa quay lên thực tiễn chỗ này thì mời người người có nhắn nhưng mà đến lúc gì thì, thì thật ra cả cái dãy này người ta không bán Đấy, view ở đây thế có một số cái căn này có bán hoặc là cái dãy này mà view trong trung tâm thương mại này nó ở vị trí như này này Đấy, đây ở đây đây nhé 75m thì đợt trước họ mua chỉ độ khoảng 14 tỷ rưỡi thôi bây giờ chắc chắn là trả lời là 16 tỷ uh, 16 tỷ rưỡi hay là 18 cũng là vấn đề chưa chắc thậm chí là chưa chắc đâu nhé 3 tỷ lãi 3 tỷ đây, đây những cái cái này mình khẳng định luôn với các bạn tìm tìm rất là khó đấy ok thì uh, bây giờ là chúng ta sẽ thấy khi mà kinh đô ánh sáng lên hình rồi lên hình rồi thì chắc chắn với các bạn rằng là mình cũng đã quay rồi mình những cái này này thì bạn sẽ thấy cái sự hiện hữu của các cái dãy phố này kinh đô ánh sáng này một phân khu phong cách pháp cổ này thì bạn sẽ thấy một cái hoa kinh hoa nơi tái hiện một kinh thành Paris hoa lệ rực rỡ ngày đêm với những con phố biệt tự pháp cổ trang nhã, quảng trường trung tâm với điểm nhấn tháp biểu tượng ánh sáng cao 50 m và các bức tượng tình yêu, thần âm nhạc, thần mặt trời, thần vệ nữ, có này nhiều thần lắm. Rồi ừ. dạ <laughs> mà bây giờ đi vào đây là lên hình rồi, đẹp lắm, mình phải nói là cái dãy đi bộ này nữa. Thêm quảng trường này thì đây, mình thực tiễn là đang xây đến đây rồi. Đấy. Còn đoạn này nữa cái trục dãy mà đại lộ San hô này cũng đã lên hình này căn này cũng rất là đẹp này thì thì các bạn đi vào đây bạn sẽ thấy và bây giờ các bạn một số cái căn thì mình nghĩ là cái sự trải nghiệm bằng thực tiễn nữa nhưng mà cũng vẫn nhìn bằng từ đây để chúng ta nhìn nhận cho nó chuẩn thể tổng thể cực bằng cái hình ảnh thì mình đánh giá rằng là cái căn của mình ấy căn các cái căn mình chia sẻ đây nó sẽ là huyền thoại à, thiết kế của uh, kinh doanh sáng đã lên nên hình và những cái cái điều này bạn sẽ thấy chuẩn rồi đúng không biểu tượng là cái này lên lên đây và những cái thứ này thì chắc chắn là với concept thiết kế của chủ đầu tư thì là đã chuẩn à, ba căn những cái căn mình giới thiệu đây nó sẽ làm bạn sẽ nằm nó ở chỗ trục này làm ở trục này à, những cái trục này đây đây những căn liền kề góc nhé một kinh đối sáng sẽ là 100 uh, phần trăm thì bạn sẽ nhìn đây 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 đây, đây những cái căn này mình giới thiệu đây đấy, và bạn sẽ thấy là sẽ nhìn sang Vincom Megamon đấy đây vào đây lịch sử đây lịch sử cái bạn hai uh, Highland ấy bạn cũng view sang đây à, và bây giờ là là kinh tế đêm ở chỗ này khai trương từ 25 tháng 10 2022 à, chị nắm giữ chắc là cũng tầm độ khoảng hơn 3 năm 3 năm thì giá trị từ độ khoảng 54 tỷ bây giờ thì lúc thị trường sốt nóng thì cũng 200 nhưng kể cả đến bây giờ thì cái nó là nó vẫn là biểu tượng đừng có nghĩ là sang đây bảo chị giảm đi thì không bán những cái căn đấy thế đây thì chúng ta sẽ thấy đây cái kinh tế đêm và các bạn sẽ thấy ý tứ của chủ đầu tư là gì họ sẽ làm cái trong quá khứ mình tôi sẽ luôn thấy là nhất cận thị nhị cận giang rồi đây thì cái này trung tâm siêu thị bây giờ nó không phải phải supermarket nó gọi là megamall Đấy, đấy thì uh, cái mega này thì hiểu cái câu chuyện nó rất là lớn rồi đúng không và và nếu mà là nền kinh tế thì kể cả trong sài gòn cũng vậy các cái trung tâm này thì cái giá trị đất để uh, bạn nhìn như là 191 trăm triệu hay royal city đúng không? giá trị đấy thế nhưng ở biên này nó sẽ còn rất khác còn bắc chúng ta đi 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 đầu tư chúng ta sẽ tìm vùng trũng thì uh, câu chuyện là nó sẽ có những căn mình chia sẻ với các bạn căn từ căn đây, uh, chúng ta sẽ nhìn bản đồ, đây, uh, những cái căn này nó rơi vào tầm uh, 106m2, 106m2 nhé, và những cái căn này thì nó sẽ có cái góc này này góc này cho các bạn, Đấy, góc này cho các bạn để bạn kinh doanh. À, 100% Mà view ra đây Lịch sử đây Mega Vincom Mega uh, Vinco Mode này Bạn sẽ thấy là Bạn của mình có những căn ở đây này Nhiều khi nhắn bảo, Em ấy Căn hàng xóm của em có bán không 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 <cười> <cười> Anh cứ hoài <quay> hỏi đùa <laughs> Đây uh, Còn cái dưới này Khi mà mình quay video lên ấy, Cái trục này Thì rất người hỏi Và thậm chí ngày xưa của mình Đã có những căn ở đây Nhưng mà cuối cùng là các bạn bây giờ không các bạn đợi cái này lên hình thì các bạn mới 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 inbox thì nó lại lại vào cái rồi thậm chí những căn này này bây giờ tìm rất khó thật sự là người ta đã biết những cái vấn đề đấy nên ta là nắm giữ rồi nên là không tìm được nữa đấy và bây giờ có mấy cái căn này mình có một cái căn này nữa này có căn này căn này căn này đấy, những vị trí này chỉ luôn cho các bạn nhưng còn một trên này nó là ẩn số trên này nó là 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 các bạn inbox cho mình ấy thì uh, cuối năm thì mình nghĩ là một cái sự bản lề và có với mình thì uh, rất muốn là sự kết nối là về tín dụng các thứ thì chắc chắn là mình cũng sẽ lo no vì 2023 chúng ta từ bây giờ và chúng ta bắt tay có những cái thủ tục kèm theo. Đấy, đó là năm bản lề 2022, thật sự là một cơ hội. Đấy, nên mình chia sẻ với các bạn. Còn những cái chỗ này bây giờ có người không tìm được nha. Thế bây giờ thì cũng đây những cái căn này thì ví dụ bảo lại thích những căn này thì bây giờ thôi cũng 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 lại bảo rơi 3 tỷ lộ, họ cắt <laughs> họ đặt target 5 tỷ cơ. Đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là những cái vị trí này. Đấy và đây ví dụ như là đại à, mình đã quay những cái căn này view sang đây, quảng trường view sang đây. Đấy rất là hay và những cái chỗ này thì là đại lộ uh, san hô. Đấy thì những cái căn này mình chia sẻ với bạn nó là chắc chắn là sẽ là kỳ tích. Mình khẳng định luôn một câu chuyện chắc chắn. Đấy, với những kiến thức với những cái gì mình đã đã gắn bó sản phẩm máy Vin. và đây chúng ta sẽ nhìn thấy nhé, một cái dãy này. Đấy, à, à, và ở đây, căn, những cái căn này. Đấy, và và căn này, căn này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy. À, về tài chính thì các bạn nghĩ là chắc chắn là chúng ta sẽ cũng sẽ có... Đây, mặt tiền của những căn này thì có ví dụ mặt tiền này là 110m trước, là 115m sâu này. Là 9m17 này. Là hoặc đây chúng ta sẽ cần rất nhiều về cái mặt bằng ở cái này này đấy, 11 11 7 này những cái chỗ này thì nó rất là đẳng cấp rồi thì còn sang đây cũng vậy bạn sẽ có 12 6 này cái này cái này những cái cái thương hiệu về cà phê những cái shop mà chính những cái cái thương hiệu đấy sẽ làm gia tăng gia tăng giá trị tài sản của bạn chẳng hạn là bạn cho thuê nhưng mà chắc chắn là người ta cũng sẽ thuê những chỗ đấy thôi tạo ra cái dòng tiền và cái uh, lãi vốn Đấy. chứ còn uh, đôi khi là có những cái bạn chọn mà những bạn sẽ thấy những hiện tượng cắt lỗ chẳng hạn nhưng mà cắt lỗ đấy nó ở vị trí nào thì ở những vị trí này nó sẽ không cắt lỗ đâu đấy là bạn an tâm vì thậm chí bây giờ các bạn đi tìm một chỗ này này bạn mình này là uh, những cái căn này là rất là khó nó vừa tầm tiền ví dụ như là 18 bạn ấy mua bây giờ tổng cộng 14 tỷ rưỡi trước cũng cũng tranh cũng giá cung cầu nhưng bây giờ lại rất là chuẩn rồi thế ở góc này cũng vậy ấy à, cũng vậy các bạn nhìn trước đây cả này thì chúng ta nhìn thấy cô ấy chuẩn bị có vương niệm thì <laughs> vương miệng thì chúng ta lại thích nhưng mà bây giờ nó khác rồi thì bây giờ cũng vậy đấy thì mình muốn chia sẻ với các bạn rằng là đấy ở những cái vị trí đấy thì chúng ta sẽ à, xem xét đây 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 và đây à, và đây là cái gì bạn sẽ thấy là đây là cái mà bạn này là bạn này đã lên 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 lên, lên hình rồi đấy cái phân khu san hô đây là căn góc này căn góc này À, phân khu kinh đô ánh sáng ấy. Đấy lên rồi. Đấy, và các cái kiến trúc bạn sẽ nhìn thấy à, chuẩn chỉ rồi. À, và à, câu chuyện chúng ta sẽ là cơ hội, cơ hội mình đánh giá đây là một năm bản lẻ 2022. Cực nhiều cái mà ví dụ các biến thị trường rất nhiều chuyên gia nói nhưng mà mình khẳng định là khi mà chị kia chị mua cái căn 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 chỗ sao biển ấy, cả kỵ thị trường dậy sóng, bảo từng đấy tiền mà tại sao phải đi vào đấy mua tại đâu lại mua vào đấy. Nhưng bây giờ thì À, mình thật sự là với 2022 lúc thời điểm còn cũng còn không còn không còn nhiều thời gian. À, chúng ta chuẩn bị là ví dụ zoom tín dụng các thứ nặng nhằng thì các bạn bây giờ các bạn à, tìm hiểu ngay và chúng ta có thể những cái cái thủ tục và đến chúng ta chuẩn bị đón đầu của 2023 một cái zoom. À, chắc chắn là set up những việc này thì mình sẽ phân tích cơ chuyên sâu này cho các bạn cơ hội và kết nối này và sau đó thì cái phần tín dụng này, thì uh, chúng ta cũng sẽ phải uh, đặt bài toán với nhau thậm chí là các bạn cũng đã biết rồi mình gắn bó với dự án, gắn bó với những gì thì mình có những thông tin và có những cái điều đấy để chia sẻ với bạn và mình cam kết rằng là chúng ta sẽ đồng hành rất là dài hạn chứ không phải là một số người mà đến bây giờ số nhận nhà nó không thấy sale đâu để đây để trở lại thì chúng ta cũng sẽ thấy là chủ đầu tư cam kết ví dụ công viên Royal Way Park xong đúng không Uh, căn hộ bàn giao thì uh, sẽ đang đã và đang còn cái 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 căn hộ mà bàn giao hoàn thiện thì có số lượng nó không đáng bao nhiêu ví dụ có 998 thì một số cái cũng cũng sẽ đã một số các phân khu đã lùi còn riêng bàn giao thô là các bạn cũng nhận được tới tấp uh, cái email rồi đó hệ thống giáo dục thì tháng 8 2023 bệnh viện thì thôi chúng ta nhìn ai về đây ốm đúng không <laughs> công viên riêng Bắc à, 2,6 km Ok quảng trường kinh đô ánh sáng thì dự kiến này cái điều quan trọng nhất là cái Mega này, Mega Mall cái siêu thị này. Đấy thì là Vincom này thì là tháng 12 2023. Bây giờ đang ép cọc rồi. À, chúng ta này mà để chờ đến đây, cái cái kinh đô ánh sáng các bạn bây giờ chọn đã là một chuyện rồi. Các bạn này chờ đây vị trí này. Đó vị trí này. Đúng Vị trí này mà vị trí này. Đấy mình ngày xưa mình nhớ có một căn 06 ngày xưa này. Anh ấy ngồi với mình ở chỗ công viên nói Park ấy, bao nhiêu người xin số anh bảo không không không. Không, không. Anh ấy người à, ninh hiệp. Nhưng mà không không đừng có ấy, có bán đâu mà xin. <laughs> Cách anh mua hàng ở căn này thì cũng khủng. Đấy. Thế nên là uh, chúng ta sẽ nhìn nhận nhiều có những người mình cũng chụp ảnh cũng cũng gửi nhưng mà mọi người chưa nhìn được cái tổng thể. Và thậm chí là những cái này ấy thì chắc chắn là bây giờ chưa ấy mà cũng không không vào quay được. Nhưng một số các căn mình thấy đã, đã các bạn đã thấy hiện hữu đây rồi. Một số các này, cái này, cái này. ở uh, cái bên 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 này đã hiện hữu lên rồi thì bạn nhìn thấy mường tượng và mua bây giờ thì đầu tư bây giờ thì các bạn cũng được cái trực quan hơn số nhìn view thì các bạn cứ inbox e cho mình. Cho mình mình sẽ đưa đưa các bạn vào trong các cái phân khô để bạn chia sẻ cho các bạn cái trải nghiệm được cái, cái kiến trúc và các cái và thật sự là cũng rất là nhanh vì là câu chuyện có những lúc mình biết rằng là chia sẻ xong ấy, mình ngày xưa mình nhớ một căn căn chỗ sau biển ấy 1503 ở bên trên ấy, thì một thời gian thì cũng không đến một tuần. thế cái những cái thứ này thì À, cũng có những cái mà căn này nó rất là to ví dụ nó phải đến 65 63 tỷ ấy, thì nó có cái chuyện khác còn những cái căn này thì chắc chắn mình nghĩ là các bạn nhìn nhận là cũng chuẩn thôi đấy Thế và đây những cái thứ này thì ở đây nó có mấy cái căn này thôi nhá rất 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 khó, rất khó nhá và mình xác định với các bạn nó là huyền thoại đấy xác định số sẽ là huyền thoại sẽ là huyền thoại khẳng định là huyền thoại à, tầm nhìn 3 năm tầm nhìn 3 năm xuống ngay bản lề của năm 2022 đấy Khó, uh, vốn hoặc các cái thứ thì các bạn cứ inbox, các bạn có một cái lượng tiền vốn tự có, đâu đó, 14-15 tỷ một số cái, thì các bạn sẽ inbox cho mình, Đấy, là mình sẽ lo uh, no được, uh, mình sẽ kết nối để làm đủ cho các bạn những thương hiệu này, uh, những thương vụ này Đấy, thì ở uh, câu chuyện nó cũng là hết năm, sắp hết năm rồi, mọi người thì uh, cũng rất là đánh dấu của cả một năm, mọi người cũng uh, đang đi tìm, bắt đáy, đang tìm ấy nhưng mà mình khẳng định là uh, những lúc này những người nhìn nhận đến một cơ hội, những người thậm chí là những người cầm hàng, những người uh, có thông tin private. Đấy thì uh, uh, chúng ta sẽ có những cái thương vụ mình nghĩ là uh, để đời, uh, đâu đó là tầm nhìn 3 năm. Đấy, và uh, các cái bài toán tài chính hoặc các cái ngân hàng thì chắc chắn là mình uh, các bạn cứ inbox thật sự nha uh, thì chúng ta chứ còn không không làm khảo giá không mất thời gian nhá. Tết rồi, các bạn cũng bận mà mình cũng vậy thôi. Uh, những cái điều này chắc chắn là video của mình hoặc là những cái điều để mà được cái này thì cũng có rất nhiều thứ, cũng có nhiều cái video quay của rất là nhiều người nhưng mà để 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 đến thương vụ kết nối thực sự và đem đến một cái giá trị trong cái giao dịch thực tiễn chứ không phải là những cái uh, uh, gọi là update thông tin rồi là khảo sát thị trường chúng ta không mất thời gian cho những cái uh, thời điểm vào cuối năm này Đấy. và những cái điều tiếp theo là cũng dẫn luôn luôn phải áp từ chủ đầu tư thông tin từ chủ đầu tư À, từ những tín hiệu của kinh tế vi mô vĩ mô ấy, và những cái điều nó, những chuyện nó của những giới tinh hoa nữa thì mà chúng ta mới có những cái thương vụ mà chắc chắn mình nghĩ là tự tin và à, xứng đáng để đầu tư. Các bạn có thể inbox cho mình qua số Zalo 090 115 6886. À, mình hay hay làm việc với Zalo vì tại sao? Zalo mình sẽ gửi được hình ảnh. Zalo mình sẽ làm được bạn gọi điện thoại đôi khi là chúng ta vào trong uh, trong trong uh, cái khu có lúc mình đang ở trong dự án ấy thì lúc cái ở chỗ dưới đấy um, thông tin 3G cũng cũng chưa chưa được khỏe hoặc như cái điều đấy thì các bạn cứ kết bạn với mình qua số Zalo mình nhắc lại là số 090 115 6886 chúng ta có tìm kiếm một cái cơ hội và mình đánh giá đây những vị trí đấy còn bạn còn mình trong tầm nhìn dài hạn và giải được những bài toán tài chính đúng với những cái điều bạn đang mong mỏi Chắc chắn, tự tin là những thương vụ thành công, à, một những huyền hại tiếp tục được uh, kết nối và dựng xây tại Ocean Park 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.